Em ăn xin chào tất cả quý chị nha. Chào mừng tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Thiên Hồng Bất Động Sản. Đó, thì trong thời gian dịch bệnh vừa rồi á, ở Nha Trang cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Không biết quý anh chị ở mình có nhiều ảnh hưởng gặp mình như vậy hay không. Đó, thì cũng vì thế mà em không có đi quay được nhiều. Đó, thì bây giờ hiện tại thì ở Nha Trang, Khánh Hòa cũng đang nới lỏng về giãn cách, cho nên em cũng tranh thủ em đi quay một số video giới thiệu về những cái vị trí đất đẹp ở Cam Lâm cho quý chị mình xem nha. Đó, thì trong cái video hôm nay nè, em sẽ giới thiệu cho quý anh chị mình một cái vị trí đất, nó thuộc trung tâm huyện Cam Lâm luôn. Đó, nó cách cái đường Đinh Tiên Hoàng là khoảng 500m thôi, chưa tới 500m. Đó, thì hiện tại trước mặt em, phía sau em này là cái đường Đinh Tiên Hoàng nè. Đó, để em quay cho quý chị mình xem nha. Đây, phía trước mặt của anh chị đây là cái đường Đinh Tiên Hoàng nha. Đây là đường Đinh Tiên Hoàng. Hiện tại đây là cái đoạn đây là giai đoạn đầu nè. Nó giao với đường, nó chính giữa có một cái đường ranh chính giữa này, cây xanh đấy, đẹp. Và đây là con đường, hiện tại là con đường xương sống của huyện Cam Lâm. Vì sao là đường xương sống? Bởi vì nó là con đường duy nhất kết nối từ trung tâm huyện Cam Lâm ra tới khu vực biển Bãi Dài. Đó, là đây, đây. Rồi mình đi từ đây ra tới biển Bãi Dài mất khoảng 2 phút rồi nha quý anh chị. Đó, và nơi, biển Bãi Dài là nơi có chuỗi 45 resort 5 sao liền kề nhau trên khu vực biển Bãi Dài, trên con đường đại lộ Nguyễn Tất Thành đó quý anh chị. Đó, và từ chỗ này mình đi ra biển Bãi Dài, mình đi thêm khoảng 10 phút là mình sẽ tới sân bay quốc tế Cam Ranh nha quý anh chị. Đó, và cái con đường này, phía trước con đường quý chị đó là con đường quốc lộ 1A nha. Thì sắp tới con đường quốc lộ 1A này sẽ trở thành con đường nội đô của huyện Cam Lâm. Đó, và nó sẽ được quy hoạch mở rộng từ 40m lên tới 80m luôn. Đó, thì hiện tại nó là quốc lộ 1A. Và có một cái vấn đề, nó là rất là nhiều xe tải, xe công, xe lớn nó đi vô trong trung tâm huyện thì nó sẽ gây rất là nguy hiểm cho người dân địa phương. Đó, cho nên là Cam Lâm quyết định là sẽ làm một cái tuyến quốc lộ 1A mới. Nó sẽ đi cạnh song song với tuyến cao tốc Bắc Nam Nha Trang Cam Lâm và Cam Lâm Vĩnh Hảo đó quý anh chị. Tức là cái con đường nó sẽ đi gần với cái tuyến cao tốc Bắc Nam luôn, là từ cái con đường Đinh Tiên Hoàng này mình đi lên thêm khoảng 2,5 km nữa là mình sẽ gặp cái đó, là cái đường đó là nút giao với đường quốc lộ 1A mới. Tức là quốc lộ 1A mới sẽ để di dời từ đây, nó di dời là cái hướng phía tây của quý anh chị, là khoảng từ đây đi tới đó khoảng 2,5 km. Đó, thì hiện tại cái tuyến cao tốc Bắc Nam Nha Trang Cam Lâm nó đã bắt đầu khởi công xây dựng trong năm 2021 rồi. Và dự kiến là trong 2020, dự kiến khoảng 2 đến 3 năm tới là nó sẽ được thông xe. Thì theo thiết kế là cái tuyến cao tốc Bắc Nam Nha Trang Cam Lâm nó sẽ là thiết kế là 6 làn xe nè, một tốc độ tối đa là 120 km/h do tập đoàn Sơn Hải họ làm chủ đầu tư. Đó, thì sau khi mà cái tuyến cao tốc Bắc Nam Nha Trang Cam Lâm nó được hình thành và cái tuyến quốc lộ 1A mới được hình thành á, thì những chiếc xe công xe tải trên nó đang chạy trên đường quốc lộ 1A mới này, hiện tại đây này, nó sẽ không phải chạy ở đây nữa, nó phải bắt buộc nó phải di chuyển hết từ cao tốc Bắc Nam về tuyến quốc lộ 1A mới. Đó, thì cái đường này nó trở thành đường nội đô và nó được mở rộng nữa. Đó, cho nên là rất là nhiều cơ hội cho quý anh chị mình đầu tư tại khu vực này. Và để đầu tư tại khu vực Cam Lâm thì mình nên đầu tư tại khu vực nào, tại miếng chỗ nào thì nó sẽ mang lợi nhuận cao cho mình. Đó, thì bây giờ em sẽ giới thiệu cho quý chị mình một cái vị trí đất. Nó nằm cách cái chỗ ngã ba Cam Hải chỗ này đúng không? Ngã tư Cam Hải chỗ này khoảng 500m thôi. Bây giờ em sẽ chạy xe tới đó, em quay chi tiết cận cảnh cho quý anh chị mình xem nha. Bây giờ em sẽ xuất phát từ đây tới đó cho quý anh chị mình xem hình dung cái miếng đất này. Là hôm bữa em có quay rồi, nhưng mà em quay ở trong miếng đất thôi chứ em chưa có quay cái khu kết nối của nó. Em giới thiệu luôn, chỗ này thì sẽ có một cái chợ nha quý chị. Chỗ này sẽ có một cái chợ, đó là chợ Cam Hải. Còn lên phía trên chi nữa là sẽ có chợ Cam Đức. Xung quanh này là tiện ích xung quanh đầy đủ nè. Chỗ này là có cái trạm y tế xã nè, trạm y tế. Phiến xuống mình xuống dưới đây khoảng 1 km là mình sẽ gặp trung tâm hành chính mới của huyện Cam Lâm, hay gọi là khu liên cơ hành chính, nơi có chi cục thuế, khu chi cục thuế đầy đủ, ủy ban nhân dân. Còn bây giờ mình sẽ đi xuống, mình sẽ di chuyển tới miếng đất nha quý anh chị. Cái con đường này là của đường quốc lộ 1A đây, hồi nãy em nói đây. Nó sắp tới sẽ được quy hoạch mở rộng lên thành 80m luôn. Nó 40m là đã rộng gì rồi. Mà đến khi mà lên tới 80m là quý anh chị mình có thể tưởng tượng nó rộng như thế nào. Về bất động sản
khu xung quanh nó sẽ tăng giá đột biến như thế nào. Khu vực này là khu dân cư tự chủ nha quý chị. Đó, mình đầu tư ở đây là mình vừa có thể là đầu tư lại vốn khoảng 2-3 năm, 4 năm thì mình có thể bán lại, hoặc là mình có thể đầu tư xây phòng trọ cho thuê. Bởi vì cách cái miếng đất bên em á 15 phút thôi là mình sẽ tới cái khu công nghiệp Suối Dầu và khu công nghiệp Trạng Hé nè. Hoặc là mình có thể đầu tư xây nhà cho thuê, xây nhà liền kề cho thuê, hoặc là mình xây nhà liền kề mình bán lại, mình ăn tiền trên cũng được. Rồi đợt khách em cũng có mấy khách họ đầu tư như vậy á, mà mình mua lỡ cũng rất là ok. Sắp tới cái miếng đất em sắp tới rồi, có cái đường vô, đường vô là đường nhựa nha quý anh chị. Cái đường vô miếng đất bên em là nó sẽ kết nối trực tiếp ra tới cái đầm thủy triều. Sắp tới rồi. Hiện tại thì con đường này đang là đường nhựa 6m, nhưng mà sắp tới sẽ được quy hoạch mở rộng là thành con đường 13m luôn. Con đường 13m kết nối trực tiếp ra tới đầm thủy triều luôn, và sẽ có những con đường rất là lớn của huyện Cam Lâm được quy hoạch mở rộng, nó sẽ giao với cái con đường này. Đây sẽ là miếng đất, cái đường vô miếng đất bên em đó, thì con đường này là con đường bê tông 8m à. Đó thì từ chỗ này mình đi thêm khoảng 100m nữa là mình sẽ gặp một cái quy hoạch con đường, đó là con đường Nguyễn Thị Minh Khai rộng 22m. Nó sẽ giao, nó sẽ cắt miếng cái đường này và nó chỉ sẽ kết nối ra với cái con đường Đinh Tiên Hoàng của anh chị, cái đường hồi nãy á. Và nó sẽ nằm liền kề với một cái khu gọi là khu thương mại dịch vụ Cam Hải Tây rộng 150 hectare. Thương mại dịch vụ Cam Hải Tây rộng 150 hectare luôn. Đó. Nên là tiềm năng bất động sản khu vực này sẽ rất là lớn. Đó, bây giờ em sẽ chạy vô trong miếng đất em quay cho quý chị mình xem nha. Cái đường này là đường bê tông 8m nha quý chị. Ở chỗ này người ta đang trồng cây cảnh nè, để chắc tới là tết họ bán hay sao á. Trong này cũng có một số nhà dân khách họ đã mua trước đó rồi, bây giờ họ xây nhà nè quý chị. Đó. Xây nhà họ làm chỗ trồng hoa. Cái cảnh nhà họ đang xây nè, cái đường này đường 8m, 3, 4, 2, 3 ô tô có thể tránh nhau thoải mái luôn. Đây là một cái hình flycam em chụp được và em chụp được cái lô đất của em, và em đánh dấu cái bản đồ chia lô cho quý anh chị mình xem nè. Đó thì theo như cái hình flycam gửi lên á, thì cái lóc bên này đó, cái lóc bên này sẽ nhiều lô hơn, bên này sẽ ít lô hơn, thì bên này chỉ còn vài lô thôi. Thì những cái lô bên đây á, là hướng đông nha quý anh chị, hướng đông thì nó nằm ở phía bên kia. Và em xuống em quay cho quý anh chị mình xem, thì cái mặt bên này là còn 6 lô nha quý anh chị, bên này là 6 lô và bên này là còn 18 lô đó. Thì theo cái sơ đồ mà em chụp cho quý chị mình xem á, thì từ cái lô thứ 16 bên đây nha quý chị, cái lô thứ 16 đó đi lên đến lô lên gần chiếc xe em á, thì là những lô đó là 9,5 triệu một mét vuông. Còn từ cái lô số 1 bên đây cho đến lô số 15 bên đây thì sẽ có giá là 9,2 triệu một mét vuông nha quý chị. Thì có diện tích dao động là từ 105, 106, 107, 108m² một lô nha quý anh chị. Thì mình có thể mua hai lô liền kề với nhau, thì mình sẽ được bề ngang là 10m đó, như cái miếng đây đúng không. Thì mình có thể mua hai lô, giống như là miếng này là ngang 5m nè, thì mình có thể mua hai lô thì mình sẽ được ngang là 10m đó, bề ngang 10m thì mình có thể xây được hai cái nhà.
hoặc là khách em thì cũng có nhiều khách là muốn mua xây là nhà cho thuê á, thì mình có thể mua hai lô, một miếng bên đây mình có thể xây được hai căn nhà liền kề để cho thuê đó, thì rất là ok. Bây giờ là em sẽ giới thiệu những cái lô mặt bên này nha quý anh chị. Hướng này là hướng đông, thì những cái lô này đều 6 lô này, 6 lô liền kề, lô số 1 nè, lô số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 liền kề lên với nhau thì đều có diện tích là 106,1 m² nha quý anh chị. Thì cái giá của miếng này á, tất cả cái miếng này, 6 miếng này đều có chung một giá, đó là 9,2 triệu một m² nha quý anh chị. 9,2 triệu một m². Thì tính ra thì rơi vào khoảng 1 tỷ, trên dưới 1 tỷ là mình sẽ sở hữu được một lô ở đây rồi. Thì mình có thể mua, nếu mà quý anh chị mình dư giả có thể mua được hai lô, thì rơi vào khoảng là hơn 2 tỷ một xíu, hoặc sắp xỉ có lô sắp xỉ 2 tỷ thôi. Đó. Và bên này thì có 18 lô, là tính từ lô thứ 7. Tính từ lô thứ 7 cho tới lô thứ 15 thì em sẽ tính cho quý anh chị mình xem nè. Thì những lô này cũng có diện tích là từ 106-107 m², thì có giá là cũng là 9,2 triệu, nhưng mà nó sẽ xa đường hơn kia. Còn cái lô mà nó gần chiếc xe của em á thì có giá là 9,5 triệu một m² nha quý anh chị. Nếu quý anh chị mình muốn mua những cái lô mà nó gần vào đó hơn á thì quý anh chị có thể mua ở đó, thì nó sẽ cao hơn, đây là 300.000 đó, 300.000 một m² nha quý anh chị. Thì lô thứ nhất, đây là lô thứ 7 nè, lô thứ 7, lô thứ 8, đây là lô thứ 9, lô đây lô 10 nha quý anh chị, lô thứ 10, lô này lô 11, lô thứ 12, đó đây là lô thứ 13, lô 14 nè, và đây là lô thứ 15. Thì những lô này đều có diện tích từ 106 107 m² nha quý anh chị, thì cũng có đồng giá với nhau là đều là 9,2 triệu một m² hết. Còn từ đây là lô thứ 16 nè, lô 16, 17, 18, lô thứ 19, lô 20, lô 21, lô 22, 23, 24 và lô 25 là có giá là thì những lô này thì có giá là 9,5 triệu một m² nha quý anh chị. Nhầm xíu, là lô thứ 24 nha quý anh chị, lô 25 bán rồi. Thì lô 24, thì từ lô 24 cho đến lô thứ 16 là 9 lô, thì những lô này đều có diện tích là 106 cho đến 109 m² đó, thì có giá là 9,5 triệu một m² đó. Thì từ đây mà ra cái đường chính là khoảng 50 m thôi, thì xung quanh đây là cũng nhiều, cũng như có nhiều khách họ mua xây nhà này là quý anh chị, đó là xây nhà rồi. Thì cái tiện ích xung quanh của miếng đất bên em thì đầy đủ tất cả tiện ích dân sinh nè, trường mầm non cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường rồi bệnh viện thì có bệnh viện Cam Đức nè, bệnh viện Cam Lâm nè, đó. Mình đi ra cái đường chính, mình đi thêm khoảng 100 m nữa là mình sẽ gặp một cái con đường quy hoạch 22 m kết nối trực tiếp ra tới đường Đinh Tiên Hoàng 40 m và ra trực tiếp tới biển Bãi Dài luôn. Và từ miếng đất anh em mà ra tới biển Bãi Dài thì mất khoảng 5 phút thôi, và đi khoảng 15 phút là mình tới sân bay quốc tế Cam Ranh nè, đó. Và mình đi về cái hướng Nha Trang, đó, cái hướng Nha Trang là cái hướng hồi nãy em đi về á, cái em rẽ vô đây á, mà nếu mà em đi thẳng em sẽ về Nha Trang, thì em sẽ đi khoảng là 25 km là mình về tới thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Đó, cái khu vực này là giao thương kết nối rất là ok. Thì cái miếng đất anh em đó rất thích hợp cho quý anh chị mình mua nhà, mình xây ở nè, hay là mình làm nhà liền kề cho thuê, hay là mình làm nhà cho mình xây lên xong mình bán lại, hoặc là mình đầu tư cũng rất là ok. Bởi vì cái miếng đất bên em á là nó sẽ cách con đường quy hoạch 22 m, kia là khoảng 100 m, là nó cách con đường quy hoạch 80 m, tức là con đường quốc lộ 1A là khoảng 300 m, khoảng 200 m thôi, là mình sẽ gặp con đường quốc lộ 1A, và con đường quốc lộ 1A nó sẽ được mở rộng thành 80 m để trở thành con đường nội đô của huyện Cam Lâm đó. Và cách cái đường quy hoạch đó là con đường
cao tốc Bắc Nam Nha Trang Cam Lâm và Cam Lâm Vĩnh Hảo á, thì nó cách đó chỉ khoảng 3,5 km thôi. Đó, thì những cái dự án đó mà khi mà nó hình thành á, thì nó sẽ thúc đẩy cho bất động sản khu vực Cam Lâm tăng giá đột biến từ 2 cho đến 3 lần trong vòng 2 cho đến 3 năm tới. Đó, và đặc biệt là cái khu này nó sẽ nằm liền kề với cái trung tâm thương mại dịch vụ Cam Hải Tây, là rộng 150 hectare của tập đoàn Hưng Thịnh họ làm chủ đầu tư. Đó, thì những cái yếu tố đó thúc đẩy cho bất động sản chắc chắn bất động sản khu vực Cam Lâm nó sẽ tăng giá rất nhiều trong thời gian tới. Và nếu thứ hai thì quý anh chị mình và nếu mà quý anh chị mình đang có nhu cầu đầu tư bất động sản tại khu vực Cam Lâm Khánh Hòa với số vốn từ 500 triệu đến 1 tỷ 500 triệu đến 2 tỷ, thì quý anh chị mình liên hệ với em nha. Em cam kết là cái miếng đất bên em là sẽ là giá tốt nhất tại khu vực này. Đó, cũng có nhiều nhỏ họ bán đất ngang này nhưng mà giá họ lại cao hơn và diện tích lại to hơn. Và cái đường vô thì là nhỏ hơn, cái đường em vô là 8 mét nha quý anh chị, chứ không phải là nhỏ. Có nhiều chỗ người ta bán giá bằng đây nhưng mà ta bán cái đường chỉ có 4 mét thôi. Cái đường bên em 8 mét nè, xe ô tô có thể tránh nhau thoải mái, vô đây chạy vù lù luôn. Đó, thì quý anh chị mình đang có nhu cầu đầu tư bất động sản từ khu vực Nha Trang, Cam Lâm, Khánh Hòa mà không biết mua ở đâu để tiềm năng tăng giá cao trong tương lai, không biết cái phân khúc nào là mình nên đầu tư, thì quý anh chị mình các bạn Zalo với em nha. Zalo của em là 0353 687 732. Thì em gửi cho quý anh chị mình sơ đồ nè, bảng giá chi tiết nè, sổ đỏ từng lô một để quý anh chị mình có thể, và em sẽ lựa chọn cho quý anh chị mình cái lô đất phù hợp nhất với cái nhu cầu tài chính của mình luôn. Đó. Và nếu thứ hai thì quý anh chị có thể like video này, đăng ký kênh ủng hộ em và nhấn nút chuông thông báo để có thể sớm nhất nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube của em nha. Em cảm ơn tất cả các quý anh chị ạ. Và hẹn gặp lại tất cả các quý anh chị mình vào những video tiếp theo của em.